Hello, xin chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Mới nhất của buổi chiều hôm nay em về mẫu xe đó là Ford Transit đời 2017 bản chung các bác nhé. Vâng, 2017, máy zin. Vâng, máy zin và mọi thứ trên xe còn zin hết. Vâng, xe cam kết là không đâm đụng, không ngập nước, máy số nguyên zin. Xe khá là đẹp chất xe. Vâng, mẫu xe phải nói là khá là đẹp chuẩn chỉ anh chị nhé. Vâng, xe này thì nhà em đấy, anh là không có một chút qua chạm nào, xe rất là đẹp luôn. Anh chị mà mua chiếc xe này về mà khai thác du lịch của năm tới đây thì rất là tuyệt vời đấy ạ. Vâng, còn mẫu xin nói chung là cái mẫu xe này của nhà em thì các bác không phải lo một cái gì hết. Xe đã được bảo dưỡng rất là cẩn thận và đã có thay dầu tất cả các thứ rồi nhá. Anh chị chỉ việc sẵn đi lại thôi, không phải thay dầu dĩ gì cả. Vâng, dầu em đã thay rồi. À, anh chị không phải lo về gì cả. Về thân vỏ tất cả các thứ này anh chị nhìn là biết ngay là thân vỏ của bên em xe là không có va chạm, không có đâm đụng gì cả. Rất là đẹp, rất là căng mọng và gân chỉ thì rất là thẳng, rất là đều chỉ anh chị nhìn này. Đấy, rất là căng nhá. Đấy, anh chị nhìn chưa? Rất là căng luôn. Không có hề va chạm gì cả, rất là căng mọng xe và đặc biệt là không có mối mọt gì cả. Và một mẫu xe phải nói rất là đẹp anh chị ạ. Và máy thì là zin luôn rồi. Đấy, ngày mai em sẽ lên cho các bác một bộ ốp gương này, ốp gương và ốp tay hoắm cửa cho đẹp. Và ốp đèn thì thôi các bác ạ, vì ốp đèn hiện tại là nên có những nơi người ta không yêu cầu cái đấy, người ta sẽ bắt tháo ra, nên là em không nên ốp đèn nữa mà em chỉ nên ốp gương và ốp tay hoắm cửa. Thì cái này nó nằm trong cái phạm vi là. Và đây là nội thất bên trong của chiếc xe Ford Transit 2017 đây các bác nhé. Vâng, xe khá là đẹp này. Đấy, trần thì vẫn trần nghỉ zin này. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị này. Đấy. Đây ạ, màn hình đầy đủ luôn này. Đấy, nhạc đánh rất là chắc nhạc luôn, rất là hay luôn nhá. Và cam nghị định cũng có luôn rồi này. Đấy, xe thì là zin toàn tật, không có lỗi. Đấy, máy rất là êm, rất là chất luôn. Đây anh chị này. Đấy, tắp bi này, rất là sáng nhá. Tối muộn thì em về thì các bác cũng thông cảm và em xoay rất là kỹ bên ngoài cho anh chị xem rồi, nên anh chị không phải lo về cái sự va chạm hay là gì cả. Đấy, như bác ở quê tối nó thì cũng phải chè sáng em quay, giờ nó gần tối nó hơi muộn tí rồi, các bác thông cảm. Và em quay sơ sơ ngày sáng mai em sẽ quay kỹ chi tiết cho các bác nhá. Còn đây em thử lên ga tí cho anh chị thử xem xe có lỗi gì không anh chị nhá. Vâng, trước khi là gì em phải tắt điều hòa, xin phép tắt điều hòa các bác nhé. À, đây em ga này, ga này. Đấy, các bác đi xem xe các bác cứ ga như thế cho em. Đấy, đấy mình ga quá 3.000 tí thôi, mình đừng ga quá là nhiều nơi người ta mắng anh chị nhé. Ga này, ga. Đấy, được thôi chứ đừng ga nên ga quá vì là. Cái xe của mình chạy ngoài cao tốc cũng không đến mức độ mà đến 4.000 đâu. Nên là anh chị đây là em ga thử cho anh chị để anh chị xem về mức độ con xe này nó zip cỡ nào anh chị nhé. Thì thực ra ga rất là ngon luôn, rất là ok luôn anh chị nhé. Và thì em xin kết thúc clip tại đây. Nếu anh chị có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0943 622 621 em khai nhận. Và xin chào tất cả quý vị anh chị nhé.